Hoàng Yến được biết đến là một nữ diễn viên xinh đẹp đa tài, với những vai diễn lẳng lơ chua ngoa. Mỗi vai diễn lại mang đến những dấu ấn riêng cho khán giả bởi cách diễn, cũng như tinh thần mà cô mang lại cho nhân vật. Đặc biệt mới đây, nhân vật cô Xuyến trong bộ phim Về Nhà Đi Con đã được rất nhiều khán giả yêu mến. Đây cũng chính là vai diễn đánh dấu sự trở lại của diễn viên Hoàng Yến sau hơn một năm không hoạt động nghệ thuật. Thì em sẽ chọn người thật là chững chạc này, đứng đắn này, đáng tin cậy. Mi lại cái gì cũng phải biết sửa như bác ấy. Ngoài là diễn viên, hiện nay cô còn lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh và đạt được rất nhiều thành công trong lĩnh vực này. Vì vậy, cô có nhiều điều kiện để làm những công việc xã hội, đặc biệt là những hoạt động về môi trường. Để hiểu rõ hơn về nữ diễn viên Đào Hoàng Yến, xin mời quý vị đến với chương trình Câu chuyện ngày xanh của chúng tôi ngay bây giờ. Xin kính chào quý vị khán giả. Rất vui khi được đồng hành cùng quý vị trong chương trình Câu chuyện ngày xanh do tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống thực hiện, được phát sóng vào ngày 10 và 25 hàng tháng. Và trong chương trình ngày hôm nay, Thanh Huyền xin được giới thiệu với quý vị một nữ khách mời vô cùng đặc biệt. Xin được chào đón nữ diễn viên xinh đẹp Đào Hoàng Yến ạ. Rất vui khi chị đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay. Chào Thanh Huyền. Hoàng Yến xin gửi lời chào tới tất cả khán giả của chương trình Câu chuyện ngày xanh. Hoàng Yến nghĩ là trong những phút giây ngắn ngủi này sẽ cùng Thanh Huyền trò chuyện với khán giả và chúng ta sẽ đưa ra được những câu chuyện thật là bổ ích cho Hoàng Yến cũng như cho tất cả quý vị khán giả. Chị Hoàng Yến thân mến, khi nhắc đến những vai diễn lẳng lơ, đanh đá hay là chua ngoa, ví dụ như những vai diễn như là Mai Công Chúa hay là Bà Huyện, và đặc biệt mới đây là nhân vật cô Xuyến trong bộ phim nổi tiếng Về Nhà Đi Con, vậy chị có thể cho khán giả được biết cơ duyên nào đến chị với nghiệp diễn và chị đến với nghiệp diễn đến nay được bao nhiêu năm rồi không ạ? Bố của mình thì rất là yêu nghệ thuật và nghĩ rằng là con gái mình phải nổi tiếng bởi vì cũng có khả năng diễn. Và bố mình đã đưa mình tới Nhà Hát Tuổi Trẻ để dự cái khóa thi diễn viên khóa 2 của Nhà Hát Tuổi Trẻ. Và rất là may mắn thì mình đã được đỗ vào nhà hát và theo nghiệp diễn đến bây giờ là 30 năm mà Yến có duyên, bén duyên với nghiệp diễn rồi. Ôi dồi ôi, con về bao giờ mà không báo cho thầy U để thầy U ra cổng trại đón cho nó trịnh trọng chứ nhỉ? Không dám. Hả? Mai Công Chúa bình thường như con, làm sao dám phiền đến thầy U đây ạ? À? Chị cứ nói thế, từ cái ngày mà chị được đi tù đến giờ ấy, U chị là nằm mơ thấy chị suốt đây. Thầy chị nói đúng đấy. Đêm nào U cũng nằm mơ nhá. Con mặc váy trắng toát nhá, đứng ở đầu giường U. Có thể nói rằng là vai diễn cho nhân vật cô Xuyến trong bộ phim Về Nhà Đi Con có lẽ là vai diễn đánh dấu sự trở lại của chị trong một khoảng thời gian khá là dài. Vậy chị có thể chia sẻ cho khán giả được biết lý do nào chị lại nhận lời mời tham gia bộ phim đó không ạ? Đúng là thực ra thì vừa xong một thời gian khá là dài, mình lấy chồng rồi sinh con và đặc biệt là mình lại bước chân vào một công việc là kinh doanh nữa. Chính vì công việc kinh doanh và lại chăm con thì lấy thời gian của Hoàng Yến rất là nhiều. Tuy nhiên thì Hoàng Yến đã chia sẻ là mình yêu nghề bằng cả trái tim. Có nghĩa là khi tim còn đập thì mình còn nhớ nghề và còn quay trở lại làm nghề bất cứ khi nào có thể. Và cái vai diễn cô Xuyến thì đúng thật là bản thân mình và kể cả ekip cũng không thể nghĩ được rằng là nó lại thành công đến như vậy. Nó lại được khán giả yêu thương nhiều đến như vậy. Hôm vừa rồi cách đây khoảng một tuần Hoàng Yến có sang giao lưu với khán giả Bắc Giang 10.000 người. Họ học gặp cô Xuyến và họ gần như là họ nhìn thấy mình ở ngoài đời bằng xương bằng thịt. Họ rất là vui, rất là mừng và họ yêu cô Xuyến rất là nhiều. Thì mình cũng rất là hạnh phúc và đó cũng là một bước trở lại rất là đáng nhớ. Nó như là một trong những vai diễn mà cán đích thành công của mình. Dù mặc dù là vai đó rất là nhỏ, rất là ngắn, thời lượng xuất hiện của cô Xuyến rất là ít, thế nhưng mà mình cũng rất hạnh phúc khi mà khán giả bảo là cứ mong chờ cô Xuyến xuất hiện. Rất là cảm ơn khán giả truyền hình cũng như cảm ơn đạo diễn cũng như ekip đã làm phim đã cho Hoàng Yến có một cái bước quay trở lại thật là tuyệt vời như vậy. Trong những cái phân cảnh của bộ phim Về Nhà Đi Con như vậy thì chị ấn tượng nhất cái phân cảnh nào mà mình diễn ở trong cái bộ phim đó? Thực tế ra thì bởi vì mình là người diễn viên thì với mình bất cứ một cảnh nào mình cũng phải dành rất nhiều thời gian và rất nhiều cái cảm xúc khác nhau trong những cảnh diễn khác nhau. Chẳng hạn như Mai Công Chúa có thể quay đến 5 năm rồi, hay là một bộ phim mà trước đây Hoàng Yến cũng rất là nổi tiếng là bộ phim Công Dân Tập Thể với vai cô Xuyền.
cô Xuyền rồi lại cô Xuyến. Thì vai cô Xuyền đấy cho đến tận bây giờ mình đi ra đường vẫn rất nhiều anh đàn ông mà nhìn thấy là vẫn cười tít cả mắt lên, bảo là anh rất ấn tượng vai diễn đó của em. Với vai cô Xuyến thì đoạn nào mình cũng dành rất nhiều cái tâm huyết cho cái từng cái cảm xúc, từng cái câu thoại của nhân vật. Và điều đặc biệt là đạo diễn cũng hòa mình với diễn viên, cho nên là mình được diễn thử rất nhiều variant trong một đoạn diễn. Tất nhiên thì với Hoàng Yến thì đoạn nào mình cũng yêu cũng nhớ, nhưng với khán giả thì mình biết mình biết cái đoạn mà chính là cái đoạn đạo diễn thêm chứ không hề có trong kịch bản. Thì mọi người gọi là cảnh mời cưới bá đạo nhất vịnh Bắc Bộ, là cái cảnh mà cảnh kết của cô Xuyến sang mời cưới xong rồi khóc váng cả đầu lên. Chia sẻ một chút thôi là hôm đấy khóc xong Hoàng Yến về nhà đau đầu nguyên một buổi tối luôn. Vì mỗi lần khóc là một cảm xúc rất là thật. Đạo diễn đã bảo nhưng em phải diễn nó thật là yêu mà. Em phải làm cho vai diễn này nó thật yêu cả. Vì nếu bình thường sẽ mời một diễn viên nhỏ, một diễn viên bình thường thôi để thể hiện vai diễn đó. Thế nhưng mà anh lại mời em thì có nghĩa là anh phải muốn cái vai diễn này nó rất là đặc biệt. Và mình rất trân trọng cái sự yêu cầu đó của đạo diễn, và mình đã làm hết sức có thể để cô Xuyến có một cái thành công như khán giả đang yêu thương. 2 tháng trước, cái hôm mà cháu cũng ở nhà đấy. Dạ. Hôm đấy cô Giang nhờ bố cháu sửa cái vô tuyến nhà cô vì nó bị nhiễu sóng. Vâng. Nhưng mà bố cháu bảo là phải đi mua hoa xong mới sang sửa vô tuyến cho cô cơ. Thế là cô dỗi cô không thèm nữa. Cô về cô gọi điện cho bạn của bố cháu sang sửa. Thế là bây giờ bác sĩ bảo cưới. Chị Hoàng Yến có biết không, là rất nhiều khán giả nói với Thanh Huyền rằng là rất thích chị đóng những cái vai diễn mà lẳng lơ mà lại điệu đà đến như vậy. Bởi vì, và ngay cả Thanh Huyền cũng cảm thấy như thế. Bởi vì sao ạ? Để diễn được những cái vai diễn điệu đà và lẳng lơ, để đạt được cái mục đích, cái ý tưởng mà đạo diễn gửi gắm cho khán giả đấy, thì thực sự là rất là khó. Thì chị thấy cái nhận xét đó của từ khán giả là như thế nào? Xin phải đính chính ngay từ đầu là chồng tôi nói tôi là người đàn bà trung thủy nhất đất nước Việt Nam. Chia sẻ một chút thôi thì thực ra để diễn những vai diễn lẳng lơ nhiều đất diễn hơn những vai diễn chính diện đấy. Hoàng Yến nghĩ là không chỉ mình diễn những vai đó, có lẽ là một cái rất là may mắn của mình vì luôn luôn được giao những vai diễn mà có tính cách. Thì vai diễn có tính cách khi mà diễn ý, nó sẽ có rất nhiều đất diễn hơn là những người mà diễn chính diện cứ chỉ một mặt suốt ngày buồn với hiền. Thì cái người để mà ghi dấu vào khán giả bằng những vai chính diện mới là khó. Chứ còn thực ra thì với khả năng của tôi thì tất nhiên với tôi thì tôi là diễn viên đa nhân cách, vai nào tôi cũng diễn được. Thưa quý vị ạ, thực ra đây không phải là lần đầu tiên mà Thanh Huyền được ngồi trò chuyện trực tiếp với chị Hoàng Yến như thế này. Có lẽ đây là lần thứ hai rồi đúng không ạ? Nhưng mà quý vị có biết không ạ? Mỗi lần gặp chị Hoàng Yến thì Thanh Huyền lại cảm thấy chị ngày càng sinh ra và trẻ hơn rất là nhiều. Vậy chị có bí quyết nào chia sẻ cho khán giả, đặc biệt là các chị em phụ nữ và nhất là Thanh Huyền đấy ạ? Câu hỏi này rất là tuyệt vời ạ. Bởi vì là chia sẻ một chút thôi là ngày hôm Chủ nhật là ngày doanh nhân Việt Nam, là ngày 13 tháng 10. Thì Hoàng Yến có cùng chồng và một người bạn nữa đã tổ chức ra một cái chương trình gọi là chương trình Woman Success, là nói về người phụ nữ thành công và giúp người phụ nữ đào tạo cho những người phụ nữ có kiến thức để kiến tạo một cuộc sống hạnh phúc cho bản thân mình. Thì hôm đó Hoàng Yến có lên sân khấu để share về cái việc là thế nào là hạnh phúc. Bởi vì con người chúng ta cuối cùng thì cũng chỉ phấn đấu tới một cái hướng đích thực, đó là đi tìm hạnh phúc mà thôi. Thì chúng ta đều biết hạnh phúc không phải là một điểm đến mà nó là cả một hành trình. Chẳng hạn như là chúng ta được yêu thương thì chúng ta hạnh phúc, thì cái hạnh phúc đấy là đương nhiên rồi. Nhưng với Hoàng Yến thì Hoàng Yến tư vấn với mọi người là kể cả khi mà chúng ta gặp những chuyện buồn, kể cả khi mà chúng ta chưa được như ý, và kể cả khi thậm chí có những người họ đối xử chưa tốt với chúng ta, hãy hạnh phúc vì điều đó. Bởi vì là đó là những trải nghiệm để giúp chúng ta có bản lĩnh hơn, để bước tốt hơn, vững vàng hơn trong cuộc sống này. Hãy cho đi, vì cho đi là khởi đầu của một quá trình nhận lại, và được cho đi đã là ta hạnh phúc rồi. Thì quay trở lại cái vấn đề mà Thanh Huyền nói là làm thế nào để chia sẻ với mọi người cái bí quyết để giúp mình có thể trẻ hơn và đẹp hơn và hạnh phúc hơn. Thì đúng là Hoàng Yến luôn luôn định vị rằng là chẳng hạn như là bây giờ hiện tại đây Hoàng Yến đang trẻ hơn 5-7 năm trước rất rất nhiều. Thực sự là như vậy. Bởi vì khi đó tôi chưa định nghĩa được chữ hạnh phúc là gì.
gặp chuyện vui vẻ thì mình phải cười và gặp chuyện đau buồn thì mình phải khóc. Thì bây giờ tôi không như vậy nữa. Nhiều khi tôi sẽ khóc khi tôi hạnh phúc. Hãy đón nhận lấy những cái khổ đau mà mình cho là nó chưa được như ý mình. Mình đón nhận nó, mình yêu thương nó thì tất cả những cái đau thương ấy nó sẽ không làm mình mệt mỏi nữa. Mà thay vì đó, như Hoàng Yến nói là sẽ cho chúng ta bản lĩnh để bước đi trên cuộc đời. Còn bên cạnh đó chúng ta buộc phải chăm sóc và yêu thương bản thân mình đúng cách. Hoàng Yến hiện tại đang là một boss của một hãng mỹ phẩm rất là lớn và rất là thương hiệu, hãng mỹ phẩm Naturalic mà mọi người gọi là mỹ phẩm 5 sao. Thực ra ấy, thì ngày xưa là mình không hề có ý định kinh doanh gì cả, nhưng mà thực sự là vì quá yêu phụ nữ, quá yêu phụ nữ và yêu cái đẹp của phụ nữ Việt Nam, nên là cái nhân duyên đưa tới. Và có một ngày đẹp trời, Hoàng Yến ngày xưa đi mua mỹ phẩm với cô Vân Dung ấy, cô bạn thân á, thì hai đứa cứ thỉnh thoảng lại rủ nhau đi mua mỹ phẩm. Thì mình nghĩ trong đầu là một ngày nào đấy mà mình có một cái hàng mỹ phẩm nho nhỏ thế này cũng rất là đáng yêu, vì mình yêu cái đẹp và mình thích làm đẹp. Thế nhưng mà không thể hình dung được bây giờ mình lại là đại diện thương hiệu và là boss của một hãng mỹ phẩm lớn như vậy. Thì mình cũng cảm thấy rất là hạnh phúc và mình nghĩ rằng là phụ nữ chúng ta có quyền làm đẹp. Phụ nữ là phải đẹp, mà không đẹp thì chết còn hơn. Để mà được trẻ đẹp thì có rất nhiều điều, nhưng mà anh chỉ giới thiệu sơ qua ba cái điều chính. Một là gì? Một là tư duy phải thật tuyệt vời, phải yêu thương hai từ hạnh phúc. Hai là phải chăm sóc cơ thể thật là cẩn thận, bởi vì phụ nữ là phải đẹp các bạn ạ, không đẹp thì đúng là chết còn hơn. Nhắc lại một lần nữa. Và thứ ba là hãy biết ơn trái tim của mình, để trái tim giúp cái dòng máu chảy ở trên toàn cơ thể ra nó luôn được điều hòa và luôn luôn cho chúng ta dòng nhựa sống mới. Huyền cũng rất hay là theo dõi những công việc của chị trên Facebook và được biết là công việc kinh doanh của chị hiện nay đang rất là phát triển. Và chính vì phát triển như vậy nên chị có rất nhiều điều kiện được đi đến nhiều nơi này và chia sẻ những cái tình yêu thương của mình đến với mọi người, đặc biệt là những công việc thiện nguyện đến những vùng cao này, đến những nơi có người nghèo khó. Bất cứ ở nơi đâu có người nghèo, người khó, có trẻ em nghèo vừa khó là Thanh Huyền đều cảm thấy có dấu chân của chị Hoàng Yến đến đó. Thì chị có thể chia sẻ cho mọi người về cái công việc thiện nguyện của mình hay không? Và đúng là Hoàng Yến cùng với chồng của mình cũng như cùng với tất cả những cô gái ở trong công ty Naturalic của mình thì là toàn là những mẹ bỉm sữa kinh doanh online thôi. Thế nhưng các cô gái ấy đã được thay đổi cuộc đời rất là nhiều, và chính vì có rất nhiều người bước lên từ dưới nghèo khó và để được thay đổi cuộc sống. Chính vì vậy thì họ rất sẵn sàng khi mà mình nói là hôm nay công ty mình sẽ đi tổ chức xây nhà từ thiện ở Thái Nguyên, hoặc là hôm nay mình sẽ tới trẻ em, trung tâm trẻ em khuyết tật ở Ba Vì, vì ở đó thì có những cháu tàn bị não úng thủy này, cứ cả đời chỉ sống trên cái cụi đấy cho đến lúc chết đi thôi. Và thực sự là ở đây tôi phải nói là thực sự biết ơn những cô giáo, nghĩa là trung tâm đã là trung tâm của trung tâm trẻ em khuyết tật, thì những người ban lãnh đạo đã là những người tuyệt vời, nhưng những cô giáo trực tiếp chăm sóc các con mới là những người tuyệt vời hơn thế. Bởi vì không phải là bố mẹ đẻ ra các con, nhưng chăm sóc từng ly từng tí một, để mà bản thân tôi có khi cũng không thể làm được như vậy, và tôi thấy là đó là quá tuyệt vời. Tôi nói rồi, cho đi là khởi đầu của quá trình nhận lại, nhưng thực ra bản thân tôi cũng không quan trọng là mình sẽ nhận lại được gì, bởi vì mình được cho đi mà có người nhận lại thì tôi phải biết ơn cái người nhận của tôi đấy, thì tôi đã rất là hạnh phúc rồi. Và chắc chắn là từ giờ đến hết cuộc đời này thì chúng tôi còn sẽ mải miết, sẽ ra sức kiếm thật, thật là nhiều tiền để làm sao mà có cơ hội giúp được nhiều người hơn. Đó cũng là một trong những cái mục đích sống của tôi từ giờ đến cuối cuộc đời. Chắc là quý vị không thể biết rằng là ngoài những công việc về thiện nguyện, chị Hoàng Yến chúng ta còn rất quan tâm về vấn đề bảo vệ môi trường nữa. Thì vậy chị có thể chia sẻ cho khán giả của chương trình Câu Chuyện Ngày Xanh về những cái hành động của mình bảo vệ môi trường được không? Có một điều là như thế này, xin kể một câu chuyện như thế này. Cách đây khoảng 2 năm, có một lần khi đó thì tôi và chồng tôi đi lên chùa. Thế và khi đó có một cái cô lao công ấy, thì cô chở cái xe rác rất là đầy, vì ngày hôm đó là ngày hôm sau là ngày đại lễ của chùa Tảo Sách. Thì cô nói là bây giờ làm thế nào mà có người ủn cho cô ấy cái xe rác đi ra ngoài cổng chùa. Thì là cách đấy khoảng 100 mét thôi. Thì chồng tôi lúc đấy ngồi đấy và lao ra bảo vâng, thế để cháu giúp cô. Và tôi cứ ngồi chờ thôi.
Và tôi chờ đến nửa tiếng đồng hồ sau cũng không thấy đâu. Tôi bảo thầy ơi chồng con đi đâu ấy nhở. Thế đi ra tìm thì đứng tìm một lúc thì thấy chồng tôi đi bộ ngược lại về. Tôi bảo chồng đi đâu mà lâu vậy. Thì chồng tôi có kể là ủn cái xe rác đó không phải là ủn ra cửa cho cô ấy nữa, mà phải ủn cho cô tít xuống cách đấy khoảng hơn 2 cây số. Và đi đường cứ thấy rác thì lại cúi xuống để nhặt, mà mặc quần áo đồ hiệu hòn hoi xong cứ ủn xe rác mà cứ thấy rác thì nhặt xuống để nhặt. Và thực sự thì câu chuyện nó rất là đơn giản thôi, nhưng mà từ hồi đó thì tôi, vợ chồng tôi mà thứ nhất là không bao giờ được vứt rác ra đường, và thực sự là nếu mà đi đường mà nhìn thấy rác ở trên đường thì chúng tôi có thể nhặt gọn vào. Và tôi nói với tất cả những người thân trong gia đình tôi cũng vậy, những người bạn của tôi cũng vậy, vì việc mình không xả rác ra đường đã là một hành động bảo vệ môi trường rồi. Cái thứ hai nữa là ở công ty của tôi thì là bán mỹ phẩm. Thế và thường thì mọi người biết là cái túi để đựng hàng thường là mọi người đặt in túi ni lông thì rất là rẻ. Như tôi thì rất khoát không in túi ni lông, tôi đã in túi giấy. Và in cái túi giấy rất là đẹp và rất là đắt tiền, để khách hàng họ nhận được sản phẩm họ không vứt cái túi của tôi đi. Nó không bị thành rác mà nó sẽ thành một cái gì đấy rất là đẹp. Con gái tôi năm nay 27 tuổi rồi và cháu cũng đã có một đội trẻ em gọi là đội thiếu niên siêu đẳng. Thì các con đã làm ra một cái clip để kêu gọi mọi người bảo vệ môi trường, và cái clip đó được đánh giá rất là cao vì cái ý nhân văn ở trong vấn đề đó. Và chắc chắn là như bây giờ thì mọi người cũng biết ô nhiễm môi trường tại Việt Nam đang được đánh giá được nằm trong top number one, đúng không ạ? Thì đúng thật là bản thân mình chỉ nhỏ bé thôi, nếu làm được cái gì để cho môi trường này tốt đẹp hơn, xanh sạch đẹp hơn thì chúng tôi sẽ làm hết lòng. Vậy thì chị có thể chia sẻ trong dự định những cái dự định sắp tới của chị trong thời gian sắp tới hay không ạ? Tại vì hiện tại ở trên hệ thống kinh doanh của tôi đang có khoảng 1.000 người. Nhưng mà trong năm tới thì tôi muốn là hệ thống đấy nhân bản lên thành 3.000 người. Tôi chưa nói đến việc là tôi sẽ kiếm được thêm bao nhiêu tiền từ việc mà gấp 3 lần người như vậy. Nhưng chắc chắn là 3.000 người đó thì sẽ chia sẻ được thêm cực kỳ nhiều sản phẩm và những cái giải pháp chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp cho phụ nữ Việt Nam. Chính vì vậy tôi khao khát muốn phụ nữ Việt Nam phải đẹp, phải trẻ, phải khỏe. Và tôi sẽ làm cái công việc đấy cho đến hết cuộc đời. Tôi thấy là rất nhiều người được xinh đẹp hơn vì tôi rồi. Thì tôi thấy tôi muốn là nhân bản cái đó lên rất nhiều nữa. Thì đấy là ước ao và khao khát của tôi. Một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ vô cùng ý nghĩa đến từ nữ diễn viên xinh đẹp đa tài Hoàng Yến ạ. Thưa quý vị, qua một khoảng thời gian vô cùng ngắn vừa rồi thôi thì Thanh Huyền tin chắc rằng quý vị đã hiểu rõ hơn về con người của nữ diễn viên xinh đẹp đa tài Đào Hoàng Yến, về những hoạt động mà chị đã dành cho cuộc sống của chúng ta rồi, đúng không ạ? Còn bây giờ thời lượng của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị và các bạn. Thanh Huyền và nữ diễn viên xinh đẹp Đào Hoàng Yến xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.